12 bí ẩn mà khoa học chưa thể tìm ra lời giải thích. Nền văn minh nhân loại đã ủy thác nhiệm vụ giải mã những bí ẩn cho khoa học. Không phụ sự mong đợi đó, thì khoa học đã giải mã được hầu hết các hiện tượng từ đơn giản cho đến siêu nhiên trên khắp hành tinh. Nhưng có những bí ẩn vẫn sẽ mãi là một ẩn số, bởi các nhà khoa học trên khắp thế giới dù có đau đầu lý giải vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời. Và sau đây sẽ là 12 bí ẩn làm đau đầu các nhà khoa học. Dấu hiệu dị thường trên biển Baltic. Một đoàn thủy thủ gồm có các thợ lặng người Thụy Điển đã phát hiện ra một vật thể lạ hình đĩa có bán kính lớn nằm dưới đáy biển Baltic. Nó được miêu tả là hình thành trên một cột trụ bao gồm các cấu trúc xếp thành hình bậc thang dẫn đến một lỗ đen. Không ai có thể giải thích được nguồn gốc của hiện tượng này đến từ đâu. 2. Biên Badda hay còn gọi là Biên Partia. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bình đất sét nhỏ, trong đó có chứa một miếng trục đồng được tạo ra ở vùng Lượng Hà, có thể có sắt ở bên trong có cấu tạo giống với một chiếc pin cơ bản hiện nay, nhưng mọi giả thuyết đều không được chấp nhận bởi không có sự lý giải hợp lý cho dây dẫn và nguồn. 3. Đầu lâu Pha Lê những chiếc đầu lâu được chạm khắc bằng đá thạch anh trắng trong. Những nhà khảo cổ cho rằng hiện vật được làm từ thời tiền Colombo, nền văn minh Aztec hoặc là Maya. Những chiếc đầu lâu này được chạm khắc rất tinh vi chứ không hề thô sơ nếu so sánh với nền văn minh thời bấy giờ. Nó được coi là biểu trưng của sự sở hữu quyền lực. Lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung Tại vị trí của lăng mộ này, người ta nói rằng đã có một dòng sông thủy ngân, bởi các nhà khảo cổ đã thấy một lượng lớn thủy ngân trong đất và một thành phố thu nhỏ đánh dấu ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Ngoài ra, thì điểm khiến cho các nhà khoa học khó giải thích nhất là đội quân đất nung nổi tiếng xung quanh ngôi mộ. Mỗi người đều có một khuôn mặt khác nhau. 5. Máy bay cổ xưa những mô hình này là những món đồ chơi cổ đại đã mô phỏng những chiếc máy bay theo kích thước nhỏ và được làm thủ công. Tuy nhiên thì những chiếc máy bay thực sự bay lên bầu trời được thực hiện vào năm 1780. Vậy làm thế nào mà nền văn minh cổ khi không có đầy đủ về những liên tưởng với chiếc máy bay lại có thể thực hiện được những mô hình này và phát họa giống với bề ngoài của chiếc máy bay bây giờ? 6. Sự đồng hiện hữu giữa khủng long và dấu chân của loài người. Mặc dù đã có rất nhiều những hóa thạch được chứng minh là làm giả, bên cạnh đó thì cũng có một số mẫu dấu chân hóa thạch của con người và cũng long được tìm thấy trong lớp đá cổ mà các nhà khảo cổ không thể chứng minh chúng là giả. Đó vẫn được coi là một bí ẩn. Và nếu điều này là sự thật thì nó sẽ phá vỡ học thuyết tiến hóa. 7. Hai cốt phóng xạ được tìm thấy trong thành phố cổ xưa Tại hai di chỉ là Hakraba và Mohenjo-Daro, các nhà khoa học đã đo được mức độ phóng xạ rất cao trong đống đổ nát và được mọi người đưa ra giả thuyết rằng đây là một vụ nổ bom nguyên tử khoảng 1.500 năm trước công nguyên. Nhưng các nhà khoa học cũng có đầy đủ giả thuyết để phản biện lại điều này và họ cho đến nay người ta vẫn tranh luận về nó. 8. Khóa đá liên động ở Puma Punku Tại Bolivia thì có một quần thể ngôi chùa lớn với kiến trúc phức tạp bao gồm các tảng đá được lồng vào nhau từ nền văn minh Inca. Công trình này đã được lồng vào nhau chính xác đến mức kinh ngạc. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích được nó được xây dựng bằng cách nào từ thời gian xa xưa đến như vậy. 9. Bản thảo Vonic là một minh họa có được xác thực từ thời Trung Cổ, nhưng không ai có thể giải mã chính xác được nó. Đây được coi là một cuốn sách về y học. Bản thảo này trở thành một trong những trường hợp nổi tiếng nhất trong lịch sử của ngành mật mã. 10. Cổ máy Antikythera Cơ chế này có từ thời Hy Lạp cổ đại, tương tự như chiếc máy tính cổ đại được thiết kế để dự đoán vị trí thiên văn và nhật thực. Không có gì phức tạp nếu cổ máy được làm từ những thế kỷ sau này. Nhưng vào khoảng thời đại này thì chuyện gì đã xảy ra với những bí mật của cổ máy này? 11 là dư lượng ma túy và thuốc lá trong xác ướp Ai Cập. Những nguyên liệu còn sót lại của những loại thuốc này đã được tìm thấy trong xác ướp Ai Cập. Lịch sử đã chứng minh rằng giữa châu Phi và Nam Mỹ không có bất kỳ liên hệ nào trong thời kỳ cổ đại, Vì làm thế nào họ có được những loại thuốc này và đó là điều bí ẩn. 12, quả cầu đá ở Costa Rica có hơn 300 viên đá ở đây, tọa lạc trên vùng đồng bằng sông Deerwood và del Cano. Những quả bóng này được gọi là Las Bolas. Có rất nhiều huyền thoại xung quanh những viên đá này. Một số người cho rằng chúng đến từ Atlantic hoặc được hóa thành từ một người đã mất. Số 13. Đường ống Baygon Những đường ống là bằng chứng về đường ống dẫn nước Trung Quốc cổ đại các đường ống được liên kết với ba hang động trong núi Baigong. Đây là một bằng chứng về những đường ống khác nhau trên thế giới. Nhiều người đưa ra giả thuyết rằng những tiến bộ công nghệ này là dấu vết của những vị khách ngoài hành tinh đến thăm trái đất. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.